chào các bạn về với Khai Sĩ Tân Giả. Bức tranh này các bạn nhìn thì dễ ha. Bây giờ xì về rồi xì kế à, người ta nghe luôn á. Chị đi đâu về? À, cô vừa lên trên á. Ok, rồi bác sĩ muốn vẽ lại tấm hình này hả? Rồi, Khai Sĩ vẽ đi. Khai Sĩ vẽ tiếp đi. Ca sĩ mới vẽ tấm hình này nè các bạn. Bây giờ ca sĩ đang vẽ tiếp nè. Ca sĩ vẽ nhanh lắm. Nhanh mà không biết có đẹp hay là không thôi. Bây giờ mình đang chờ ca sĩ nha. Ca sĩ vẽ xong ca sĩ vẽ sẽ tô màu ha. Nha. Yeah. Thì tân vẽ mấy cái bóng đèn á. Mấy cái này bóng đèn, có mấy cái bóng đèn giống này nè. Đâu, Khai Sĩ show lại coi. Cái này nè. Ok, rồi, Khai Sĩ vẽ mấy cái bóng đèn đó là các bạn. They're gonna draw all the snowflakes. It looks like this. Khai Sĩ đang vẽ mấy cái đó là cái gì Khai Sĩ hả? Là mấy cái snowflakes á. Ở đâu Khai Sĩ? Ở trên này đó. Oh, okay. You draw a star? Yeah. It's easy. It's already fast. Just make an X and then put a line through it. Oh, it's easy to make it. Yeah. It's always faster. This one I already do it and I do mẹ thấy tấm hình này đẹp quá, ca sĩ có thể giải thích không? This is the fairy and this one is the caterpillar walking and this one is the girl sitting in the mushroom and this one is the flower. This mà one is mà ca sĩ vẽ cái đó ca sĩ thấy ở đâu? Ở trong cái hình này nè. Hình khác hả? Hình khác á. Con click qua. Okay. I only do fast. Okay. Rồi bây giờ ca sĩ vẽ tiếp tấm này nha. Okay. I know it's a lot of slow play. We had to do all of it. You even make a star if you want. I keep doing your snowflake, like snowflakes. But only stars too. Just only little stars. Just only two. I don't want to do it anymore. Just make lines now. Năm nay Khai Sĩ mấy tuổi rồi? Just only 5 only now. Con nói tiếng Việt. Năm đối. Con đếm từ 1 tới 5 bằng tiếng Việt coi. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mấy nữa? 6, 7, 8, 9, 10. Giỏi, rồi con đếm bằng tiếng Mỹ coi. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siete, ocho, diez, nueve, diez, and nueve. Nueve, diez. Okay. Say hello. Hello tiếng Mẹ là gì? Hola. Còn tiếng Việt? Tiếng Việt hả?
khỏe không? Cái mẹ nó sao? Bạn khỏe không? Bạn khỏe không? Cái mẹ mẹ hả? Không bao gì? Costa. Tiếng Mỹ. Tiếng Mỹ. How are you? Giỏi. Now I'm gonna color all these. Okay. Again, I colored yellow because that one is yellow. Some of it is small and big. Because I make it small and big. These are big and these are medium. I make them small right here and this medium and this small, this small, this small, and this small and small. These are small and these are big. Nói tiếng Việt đi con. And mấy cái này là bớt, mấy cái này là husband. This one is cái này là bự, cái này là medium, cái này là nhỏ. Là nhỏ. Medium tiếng Việt là gì? I don't know. Vừa. Big là lớn. Medium là vừa thôi. A little nhỏ. Đúng không? Tiếng Việt với tiếng Mỹ tiếng nào khó nói hơn? Tiếng Việt khó hả? Dạ. Yeah. Nhưng mà tiếng Việt là tiếng của con mà. Tiếng Việt mình là người Việt mà. Mà mấy cái mi mà con khó nói á. Thỉnh thoảng mấy cái từ tiếng tiếng Mỹ dịch sang tiếng Việt con hơi khó nói hả? Dạ. Even which one you didn't know, then you have to ask. Nhưng mà con biết translate tiếng Việt tiếng Mỹ hết đúng không? Con hiểu. What is translate? Translate là giống như mình dịch sang tiếng Việt tiếng Mỹ sang tiếng Việt sang tiếng Mỹ. Con biết hết phải không? Yeah. Bây giờ mẹ hỏi gì một câu gì dịch sang tiếng Việt cho mẹ nha. Okay. Ask it. Even just ask it. Awesome. No. Bây giờ Cassie làm đi. Mẹ đang quay Cassie đó nha, cho các bạn xem đó nha. Ok. Dạ. Yeah. Can you wait a little bit? Okay. Just don't only check the video. I want to do more videos. Okay, bye các bạn đi. Khi nào Cassie Oh, why? I want to open more.